Em xin chào tất cả quý anh chị các bạn, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Và em là Cảnh, hôm nay xin phép được giới thiệu với anh chị những mẫu xe SUV đang được bày bán trực tiếp tại đơn vị của em. Và với những cái mẫu xe tại điểm bây giờ cửa hàng em đang giao bán với giá trị nhỉnh hơn 700 triệu, cực kỳ hợp lý trong cái tầm tiền. Và các bác anh chị có thể sử dụng một chiếc xe gầm cao đa dạng trong từng phân khúc, đa dạng về màu sắc và đa dạng các phiên bản. Và không để anh chị đợi lâu nữa, bên cạnh em đây là một chiếc xe đến từ nhà xuất Mitsubishi Outlander. Thì với chiếc xe này, phiên bản máy 2.0 CVT và Outlander sẽ có 3 phiên bản được nhà xuất đưa ra thị trường. Thì với tổng quan chi tiết về chiếc xe có tỷ lệ sơn zin gần như là đạt tuyệt đối. Xe mang cái tông màu nổi bật màu đỏ và nội thất là màu đen đặc trưng. Và với cái sản phẩm này thì của em mang biển kiểm soát thành phố mọi người nhé. Tỷ lệ sơn zin gần như là đạt tuyệt đối trên tổng thể chất lượng sơn còn lại. Các bác anh chị cùng ngắm qua tổng thể chi tiết về chiếc xe và nội thất của chiếc xe. Với cái tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Với chiếc xe này nếu chị chạy trên đường trường thì nó sẽ vào khoảng tầm 7 lít. Và với đường trong phố thì nó sẽ vào khoảng tầm 8 lít rưỡi trên 100 cây. Thực sự một chiếc xe gầm cao như này thì nó quá là phù hợp đúng không anh chị? Ngày hôm nay thì em xin phép được đeo khẩu trang. Tại vì sao? Khi mà thời điểm dịch đang bùng phát như này thì chúng ta nên bảo vệ cho chính bản thân. Và cũng như và có một cái lời khuyên nhá, anh chị nên có một chiếc xe sử dụng trong cái dịp gần đây. Tại vì sao? Là tại điểm bây giờ khi anh chị mua những chiếc xe để sử dụng thì nó cực kỳ là hợp lý trong khoảng tầm tiền. Và rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều sự lựa chọn đấy, chị có thể lựa chọn được một chiếc xe sử dụng trong cái quá trình di chuyển mọi người nhé. Bên cạnh thì có lẽ đây là một trong những cái sản phẩm là khá là quen thuộc tại những clip trước em đưa lên gửi tới anh chị rồi. Chiếc xe Tucson phiên bản máy 2.0, đặc biệt sản xuất là 2018. Với chiếc xe này thì đặc trưng của chiếc xe đó là sử dụng cái động cơ 2.0 máy dầu mọi người nhé. Tổng quan chi tiết về một chiếc xe máy dầu thì sao? Chiếc xe nó có cái khả năng vận hành ổn định này, đầm chắc này, cũng như là có một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là phù hợp. Thì các bạn anh chị xem qua cho em về cái khoang nội thất của chiếc xe. Cốp của chiếc xe được sử dụng đó là cốp chỉnh điện. Và hệ thống phần trần của xe thì đã được trang bị hệ thống trần quả chám nhé, giúp cho cái việc di chuyển chúng ta được giữ được cái nhiệt độ điều hòa trong khoang xe nó tốt hơn. Đó. Và tổng quan chi tiết về trong khoang nội thất, hàng ghế thì đều được giữ trong hiện trạng là nguyên bản. Ở những clip trước thì em có giao bán chiếc xe này với giá trị là 835 triệu đồng. Thì với cái đợt này thì đơn vị của em đang có nhiều cái chính sách hỗ trợ và giá thành của chiếc xe đang có sự điều chỉnh rất là tốt, còn nhỉnh hơn 800 triệu thôi. Nhỉnh hơn 800 triệu mọi người có thể lựa chọn được một chiếc xe phù hợp máy dầu để có thể sử dụng trong các cung đường chúng ta di chuyển. Và nói đến một chiếc xe gầm cao 7 chỗ thì chúng ta không thể nào bỏ qua được chiếc xe Fortuner phiên bản máy 2.7 máy xăng và sản xuất là 2016 mọi người nhé. Chiếc xe này của em là bản Sportivo, bản được trang bị tất cả hệ thống phần body quanh xe. Mọi người có thể xem qua cho em. Tổng quan chi tiết về chiếc xe thì lốp lát của chiếc xe liền đời, chưa hạ, sơn cua chưa hạ mọi người nhé. Rất là đẹp. Và bản gần như là bản cao cấp nhất rồi, xe số tự động. Thì mọi người có thể xem qua tổng quan chi tiết về chiếc xe để mọi người có thể đánh giá được. Và với cái chiếc xe bản Sportivo này thì gần như là giá trị bây giờ chỉ có nhỉnh hơn 700 triệu. Và bác nào thiện chí thì có thể là nhấc máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em để em có thể hỗ trợ anh chị. Thứ nhất là em gửi hình ảnh cụ thể chi tiết về xe này. Thứ hai là em quay video cụ thể về chất máy, về gầm bệ hay là về keo chỉ của xe để các bác anh chị có thể cảm nhận và đánh giá qua cho em là gì. Hệ thống phần keo chỉ có được nguyên bản hay không? Đó. Thì em sẽ gửi riêng nhá, gửi riêng cho các anh chị qua tin nhắn Zalo. Và với những chiếc xe này ấy, thì đơn vị của em luôn luôn có những cái văn bản cam kết thể hiện rõ trên giấy tờ, cũng như là anh chị có thể đi check kiểm tra thoải mái. Ok. Và tại đơn vị của em hiện tại bây giờ ấy thì có một cái sản phẩm này. Đây là trong những cái sản phẩm từ Anh Quốc, theo công nghệ dây chuyền của Anh Quốc nhá, và được sản xuất tại là Trung Quốc mọi người ạ. MG phiên bản máy 1.5 thì đây có lẽ là một trong những cái sản phẩm khá là mới tại thị trường trong nước của chúng ta. Nhưng mà với cái sản phẩm này thì được thiết kế theo những cái công nghệ
theo những cái dây chuyền của châu Âu. Theo em nhá, nó sẽ lai lai một chút những công nghệ dây chuyền của Mercedes-Benz này, của Porsche này. Thì có lẽ một trong những cái sản phẩm mà chúng ta có thể trải nghiệm và có cái nhiều điều để chúng ta có thể khám phá được. Và giá trị tại điểm bây giờ thì nhỉnh hơn 700 triệu. Quay trở lại với những chiếc xe mà làm nên tên tuổi và đang có những cái đình đám tại điểm bây giờ, đó là gì? Sorento. Xe của em là bản dầu full cao cấp, bản Signature mọi người nhá. Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, rất nhiều công nghệ. Phải nhấn mạnh lại là rất nhiều công nghệ nhá. Tông màu chủ đạo của chiếc xe là màu xanh đen. Và chiếc xe mang biển kiểm soát thành phố. Thì mọi người xem qua cho em này. Tổng quan chi tiết về chiếc xe thì xin mời anh chị cùng em ngắm qua một chiếc xe gầm cao 7 chỗ. Một chiếc xe gia đình được trang bị rất nhiều công nghệ và chiếc xe được trang bị là hàng 6 ghế mọi người nhá. Với hàng ghế ở trung tâm chính giữa đây được có một lối đi rất là thông thoáng, cũng như là cái khoảng không gian rất là rộng và chúng ta có thể đi được những cái cung đường xa, picnic với cửa sổ trời toàn cảnh rất là đẹp. Đó. Mọi người xem qua tổng quan chi tiết cho em. Và chiếc xe này của em là bản máy dầu full cao cấp, anh chị nên nhớ cho em nhá. Cái tiêu hao nhiên liệu của cái bản dầu full cao cấp ấy nó cực kỳ hợp lý. Với đường ngoài đô thị chúng ta lăn bánh vào khoảng 5,2 lít trên 100 cây. Và với trong đô thị nó chỉ hơn 7 lít trên 100 cây thôi. Rất là phù hợp đúng không ạ? Và giá trị tại điểm bây giờ thì đang có cái mức giá đưa ra trên 1 tỷ. Thì cụ thể là bao nhiêu cũng như là con số chính xác ấy, thì em hy vọng là anh chị có thể là nhấc máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Thứ nhất là em gửi hình ảnh này và chúng ta cùng trao đổi để mức giá nó phù hợp. Và tất nhiên những cái sản phẩm này em đều có chính sách hỗ trợ vay trả góp ngân hàng với lãi suất cực kỳ ưu đãi, hỗ trợ anh chị toàn tuyến đó. Và tại điểm bây giờ thì tại đơn vị của em mua những chiếc xe trên mọi miền tổ quốc mọi người nhé, Hà Nội này, các tỉnh khu vực miền Bắc, ở miền Trung hay là miền Nam, đơn vị của em đều nhập chiếc xe đẹp chuẩn để phục vụ các bác anh chị. Và bên cạnh em đây một chiếc xe mà đất nước ta sản xuất ra, niềm tự hào của dân tộc, VinFast Lux Era. Thì với chiếc xe này gầm cao 7 chỗ và cái tông màu chủ đạo của chiếc xe là màu đen ánh nâu, rất là đẹp, rất là đẹp mọi người nhá. Với cái vóc dáng cực kỳ là nhìn trông là rất là men, khỏe khoắn và cái thân hình nhìn trông rất là đồ sộ, thì với chiếc xe này chúng ta nên nhớ là gì, khả năng vận hành nó thiên về đầm chắc nhá, và cảm giác cách âm chống ồn rất là tốt. Chiếc xe thì gần như có tỷ lệ sơn zin gần như là tuyệt đối. Xe thì sản xuất 2020 và chiếc xe này thì tại đơn vị của em đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 038 triệu, 1 tỷ 038 triệu. Bên cạnh em là chiếc xe CX5. Chiếc xe CX5 mọi người nhá, đây là bản full của nhà xuất Mazda đưa ra thị trường, bản Signature, bản Premium. Thì mọi người xem qua cho em, màu xám gray. Chiếc xe của em mang biển kiểm soát thành phố và đang được bên em rút sẵn hồ sơ rồi, rất thuận tiện cho việc sang tên di chuyển. Nếu bác nào có nhu cầu thì đơn vị của em có thể sang tên được ngay và cũng như có thể làm trả góp được. Sơ cua chưa hạ được các bác nhé. Đó, sơ cua của chiếc xe chưa hạ luôn. Tỷ lệ sơn của em này thì gần như đạt tuyệt đối rồi, khẳng định luôn, bao check test toàn hãng. Anh chị có thể đi ra bất kỳ một gara nào hay là một đơn vị ở Mazda nào kiểm tra thoải mái. Từ những cái phần keo chỉ, gầm bệ và máy móc của xe thì đơn vị của em đều có những cái văn bản để cam kết. Và chiếc xe tại điểm bây giờ thì đơn vị của em đang giao bán với giá trị 1 tỷ 030 triệu. Và tất nhiên đơn vị của em thì vẫn có những cái chính sách hỗ trợ giảm trừ cho khi các bác nào nhiệt tình. Thì tất nhiên những cái sản phẩm này nhá thì đều được có chính sách hỗ trợ về giá rất là tốt. Thì các bác anh chị đang cân nhắc hay lựa chọn thì xin hãy liên hệ số điện thoại của em để em có thể hỗ trợ anh chị được. Và em xin nhấn mạnh lại là với cái sản phẩm VinFast Lux Era này thì đơn vị của em đang giao bán là 1 tỷ 330 triệu các bác nhá. Nãy em có báo giá nhầm thì xin các bác anh chị thông cảm. Còn ngoài ra nhá, với những cái sản phẩm gầm cao thì em còn một số chiếc xe phù hợp trong khoảng tầm tiền để các bác anh chị có thể cân đối. Ví dụ như là Hyundai Kona này, bản 2.0 đặc biệt sản xuất là
20. Xe này của em là sản xuất là 2019 mọi người nhá. Thì giá trị bây giờ nhỉnh hơn 650, nhỉnh hơn 650 thôi. Và đây là một cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu với anh chị. Còn ngoài ra thì với những cái sản phẩm mà gầm thấp, ví dụ như là phân khúc hạng A hay là hạng B hay là sedan, thì em còn những cái sản phẩm phù hợp. Và đây là cái sản phẩm mà em muốn giới thiệu với anh chị, đó là gì? CX5 này. Giá trị tại điểm bây giờ nhỉnh hơn 600 triệu. Sản xuất là 2015 và phiên bản máy là 2.0. Thì với xe này nhá, 603 triệu. Cực kỳ hợp lý đúng không anh chị? Và em Cảnh thì luôn luôn lắng nghe, cũng như là bác nào mà đang có nhu cầu thì cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em để em hỗ trợ anh chị toàn tuyến. Và tất nhiên chính sách hỗ trợ về giá này, hỗ trợ về ngân hàng này, hay hỗ trợ về xăng tiền lưu biển, em đều hỗ trợ anh chị được. Và hy vọng anh chị sẽ có sự cân nhắc và liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Em Cảnh xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại các bác anh chị ở trong những chương trình lần sau.